Xin chào tất cả mọi người nha, cũng như mọi người đang thấy trên tay mình đang là cái ví của mình. Thì ví nó là một phụ kiện tất yếu trong cuộc sống, chúng ta không thể thiếu đúng không? Chúng ta để rất là nhiều thông tin cá nhân bên trong, từ giấy tờ, thông tin cá nhân cho đến thẻ ngân hàng hay tất cả mọi thứ. Thì ví là một phụ kiện tất yếu mà hầu như ai trong chúng ta cũng cần. Thì hôm nay mình xin giới thiệu đến tất cả các bạn một sản phẩm chưa được ra mắt mà mình may mắn được sở hữu của một thương hiệu rất mới ở Việt Nam. Và thương hiệu này ở Sài Gòn. Thì trên tay mình đang là chiếc ví mini mini stand. Đây là một sản phẩm mới, cực kỳ mới của thương hiệu GV Leader. Đây là một thương hiệu rất lạ đúng không? Bao bì đây, tại vì cái ví nó nằm có cái bao này bao lại, nhưng mà khi nãy mình lấy ra mình coi mình để nó xuống dưới rồi. Ok, đây. Có bao bì rất là lạ đúng không? Một cái bao bì mà nhiều khi chúng ta không nghĩ đây là dành cho thương hiệu ví. Rồi, trước khi đến với cái ví này, chúng ta sẽ phân tích từ cái ví lớn của mình nha. Ok, trong cái ví lớn chúng ta đã có gì đây? Mình đang có đây một bằng lái nè ha, hai bằng lái, một thẻ ngân hàng, hai thẻ ngân hàng, một thẻ thành viên, còn gì nữa không? Ok, nem card, vài thứ khác. Rồi, ok, tạm thời là vậy. Rồi, thì để mình tiếp tục để nó này qua một bên đi, tí nữa mình sẽ xử lý nó khi để vào chiếc ví mini mini stop này nha. Ok, mini stand top. Ok, trên tay mình đây các bạn sẽ thấy chiếc ví được làm hoàn toàn bằng da bò thật. Và tất nhiên GV Leader có rất nhiều sản phẩm sắp được tung ra từ tất cả các thể loại, từ dòng luxury cho đến những dòng phổ thông và rất nhiều thứ khác. Thì do là trong cái quá trình mình đi làm công việc thì cho bên GV Leader thì mình được tặng sản phẩm này và mình sẽ review luôn cho tất cả các bạn. Đây là một sản phẩm độc quyền chưa ra mắt nha. Thì đây là chiếc stand. Ok, ví đứng. Mini stand. Ví đứng nhỏ, mình là ví đứng lớn đây. Các bạn sẽ thấy nè, ví đứng lớn nha. Còn đây là ví đứng nhỏ. Ok, có vẻ cái ví này sẽ ít ngăn nha, em đã có đâu một ngăn này. Ngăn này có thể được để thẻ nhân viên hoặc là để cho các bạn check qua cái máy quét ha. Một ngăn thẻ, hai ngăn thẻ, ba ngăn để tiền và một ngăn đây. Ok, đây là một chiếc ví rất rất lợi, các bạn nhìn để vào tay mình nha. Đây, cầm trong tay rất gọn và cực kỳ mỏng, rất rất đẹp, từ đường nét, đường chỉ cho đến chất liệu da mình rất ưng ý. Đây là một chất liệu da rất rất đẹp cho nam. Và tất nhiên GV Leader có rất nhiều màu khác, nhưng mà do mình chọn màu này vì mình được tặng nên mình thích, mình sẽ lấy màu này. Rồi, chúng ta sẽ thử nha, để xem cái ví này sẽ để được bao nhiêu thứ từ cái ví lớn của mình nha. Giấy phép 1 này. Ví mới quá mà cứng quá. 1 nha. 2 nha. Thẻ ngân hàng nha, thẻ ngân hàng. Ok, để bên đây. Cũng gọn nhỉ, để hết rồi. Được này. Ok. Thì thay vì nếu như ở đây các bạn có thể để cái thẻ nhân viên hoặc là để bất kỳ bạn thích, thì các bạn cũng có thể có quyền để nem card của mình nha. Mình thì mình thích để chung với lại cái thẻ thành viên kia. Ok. Oh, và một thứ không thể thiếu một cái ví đó là tiền. Ok, mình sẽ lấy thế này đi. Được rồi, không cần nhiều, để ví dụ mà. Ví này chúng ta cầm đi thì chúng ta cần gọn, thì tất nhiên chúng ta không đem nhiều tiền, để xài thẻ thì không nhiều tiền nha. Ok. Wow. Xem nè, nó hầu như không thay đổi kích cỡ các bạn à. Nó không thay đổi kích cỡ và cực kỳ nhẹ. Wow, cái ví này hay thật đấy. Không lẽ mình phải bỏ cục cưng này của mình? Cục cưng này cũng bằng da bò thật đấy, mình phải mua từ bên kia nó may tay cho mình. Còn đây cũng may tay, GV Leader hàng handmade đàng hoàng, may tay nhé, không phải may máy đâu. Wow, hợp lý đó các bạn. Chúng ta để được khá nhiều thứ đây. Và các bạn, cũng như các bạn có thể là chưa biết, thì mình sẽ giới thiệu đến một phần một lần nữa. GV Leader là một thương hiệu con của thương hiệu được gọi là Golden Victory. Đây nha, các bạn có thể thấy link web ngay trực tiếp ngay đây. Đấy, goldenvictory.com nha. Thì thương hiệu Golden Victory được khởi đầu với cái việc cung cấp những cái sản phẩm, ví dụ như là các dòng điện thoại luxury như Virtu 8800 và những dòng điện thoại mạ vàng, nạm kim cương, nạm đá quý, và bọc da cá sấu, da đà điểu, da lạc đà, rất 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 những cái
cái dòng sản phẩm dành riêng cho giới thượng lưu ở Việt Nam, và Quantum Victory là một trong những thương hiệu có thể gọi là rất có tiếng trong cái ngành về cái phần mà như mình vừa nói, những cái sản phẩm như điện thoại luxury. Nhưng Golden Victory lại nằm ở mảng cung cấp chứ không phải là mảng bán lẻ các bạn nha. Thì khi Golden Victory mở ra cái thương hiệu GV Leader này thì mình được may mắn được tiếp xúc và được làm việc, thì trên tay mình thấy rằng là đây là một cái ví xứng đáng để lựa. Và mình sẽ nói không nói giá ngay lập tức, nhưng mình cam kết với bạn đây là một chiếc ví không bao giờ hắc, vì anh Sơn chủ của GV Leader đã có thể nói với mình rằng là gì, anh đang có thể cung cấp đến những thứ mà các bạn không nghĩ đến với giá không tưởng. Cái ví này mình mua với giá là 550 ngàn cách đây 1 năm rưỡi để các bạn thấy ha, may bằng da bò. Thế thì các bạn nghĩ cũng một chiếc ví bằng da bò thật thế này, có vẻ là đường nét của cái GV Leader nó chắc chắn hơn rất là nhiều, tại vì tất nhiên handmade bên này thì do mình lựa cái kiểu này là kiểu may bằng dây bo dây đai nhé. Còn đây là thương hiệu đã được là gì, chuẩn hóa, chúng ta thấy này, từ viền cho đến mọi thứ rất là chuẩn, đường chỉ rất là rõ ràng, và mình cảm giác là cầm trên tay nó rất là tự tin nhé, nó tự tin lắm. Rồi nếu như các bạn có thắc mắc bất cứ thứ gì thì các bạn có thể liên hệ vào trang web của Golden Victory nha, www.goldenvictory.com nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi màn review của mình, và tất nhiên có một phần không thể thiếu là nếu như các bạn muốn có được một chiếc ví như thế này và rất rất nhiều mẫu ví khác từ các chất liệu như da cá sấu hoặc là kể cả dây đồng hồ, thì mình xin thông báo tin mừng với các bạn, Golden Victory chuẩn bị cung cấp đến thị trường và vào một ngày gần đây thôi, tại vì hình sản phẩm vừa xong. Thế nên là bạn nào nếu có sở thích với những sản phẩm từ da như dây điện thoại này, ví nam này, cặp táp, ba lô, bất cứ thứ gì, nếu như các bạn có thể muốn cả một cái dòng may riêng cho mình và có tên của mình ở trên cái sản phẩm cũng có cung cấp nha. Thế nên nếu như ai bất kỳ một thông tin nào các bạn cần thiết cứ gọi đến với trang web nha, và không cần liên hệ với mình, goldenvictory.com nha. Cảm ơn các bạn nha.